đã có đến hơn 7.000 lượt sét đánh xuống Hà Nội sáng 5 tháng 6 năm 2024. Một phụ nữ ở Hà Nội bị sét đánh nguy kịch khi đang hái rau. Những thông tin này đã thu hút sự quan tâm của người dân nhiều giờ qua. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là hiện tượng bất thường. Ông Nguyễn Đức Phương, trưởng phòng radar thời tiết, Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tại khu vực Hà Nội và một phần các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, từ 6 đến 7 giờ sáng 5 tháng 6 năm 2024, có 3.513 cú sét, trong đó 2.322 cú đánh xuống đất. Từ 7 đến 8 giờ có 4.060 cú sét, trong đó 2.855 cú đánh xuống đất. Từ 8 đến 9 giờ có 2.642 cú sét, trong đó 1.848 cú đánh xuống đất. Từ 9 đến 9 giờ 30 phút có 296 cú sét, trong đó 128 cú đánh xuống đất. Như vậy, từ 6 giờ đến 9 giờ 30 phút sáng 5 tháng 6 có 10.511 cú sét, trong đó 7.153 cú sét đánh xuống đất ở thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận. Thời điểm nhiều sét nhất là 7 đến 8 giờ khi có tới 2.855 cú sét đánh xuống đất. Chia trung bình ra 10 phút có 475 cú sét đánh xuống đất tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận. Thậm chí lúc 8 giờ 25 phút 47 giây, một giây có tới 10 cú sét được ghi nhận. Theo ông Nguyễn Đức Phương, 475 cú sét trong 10 phút là hoàn toàn bình thường. Trong cái buổi sáng nay thì bắt đầu từ khoảng tầm đầu giờ sáng, khoảng 6 giờ sáng là bắt đầu đã có mây dông di chuyển qua Hà Nội, đã có sét, dông sét xảy ra. Những cái trường hợp dông sét xảy ra trong cái đầu mùa mưa cũng như là cái mùa mưa dông hàng năm xảy ra rất là nhiều. Một số cái thời điểm mà xảy ra sét tương tự như này tại khu Hà Nội ví dụ hoặc là lân cận, ví dụ như trong ngày 30 tháng 5 cũng xảy ra ở Bắc Bộ, hoặc là ngày 19 tháng 5 một đợt dông sét rất mạnh cũng xảy ra ở vùng Nam Đồng bằng Bắc Bộ, vùng Nam phía Nam Hà Nội cũng như là các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam dông sét rất là nhiều. Theo chúng tôi thì dông sét xảy ra với cái mật độ như ngày hôm nay thì cũng không là những cái trường hợp bất thường, bởi vì như chúng tôi có thống kê được, con số thống kê có những cái thời gian, thời điểm mà trong một tiếng ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ có thể xảy ra đến 30.000 lần tia sét, là cú sét ạ, thì trung bình thì cũng đến tầm có thể đến nhiều nhất là đến 3.000 cú sét trong 10 phút, thì với cái cường độ mật độ như sáng nay thì cũng không phải là bất thường. Ông Nguyễn Đức Phương cho biết thêm, từ 12 đến 13 giờ ngày 5 tháng 6, tại khu vực gần Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có 1.866 cú sét đánh xuống đất, trung bình 311 cú trong 10 phút. Trong những ngày qua, các tỉnh miền Bắc liên tục có mưa lớn kèm dông sét. Theo giải thích của chuyên gia, nguyên nhân của đợt mưa lớn kèm dông sét tại miền Bắc là ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua miền Bắc bị nén bởi vùng không khí lạnh từ phía Bắc. Thì nguyên nhân của cái đợt mưa lạnh mưa này ấy là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ và bị nén yếu bởi một phần không lạnh từ phía Bắc. Thì cái đây là nguyên nhân mà có thể gây ra là cái đặc trưng của cái mùa tháng 5 và tháng 6. Trong cái mưa này thì có gồm rất nhiều dông, và dông này thì gây ra cảnh báo cái lốc sét và mưa đá. Trong thời gian tới, khối không khí lạnh từ phía Bắc suy yếu nên mưa lớn sẽ không còn như đêm 4 tháng 6 và sáng 5 tháng 6. Nhưng cần đề phòng dông, lốc, sét và mưa đá. Mưa lớn sẽ giảm dần và chỉ còn cục bộ từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Theo dự báo, từ ngày 5 đến đêm 6 tháng 6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Tại Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, sáng 5 tháng 6 năm 2024, Hà Nội xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm theo sấm sét, nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước. Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia thống kê đã có khoảng hơn 7.000 lần sét đánh xuống Hà Nội, tính đến 9 giờ 20 phút sáng cùng ngày. Trong thời tiết nguy hiểm này, vào khoảng 6 giờ 35 phút sáng cùng ngày,
người phụ nữ 30 tuổi, trú xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đang hái rau muống ở cánh đồng thôn Quỳnh Đô thuộc xã Vĩnh Quỳnh thì bất ngờ bị sét đánh, ngã ra ruộng và bất tỉnh. Sự việc được phát hiện sớm, người thân cùng lực lượng chức năng đã sơ cứu ép tim tại chỗ và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ tiếp tục ép tim, hô hấp và nạn nhân đã có nhịp tim trở lại. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn hôn mê sâu và phải thở máy. Trước tình hình thời tiết xấu diễn biến phức tạp, ngày 4 tháng 6, Bộ Công an đã có công điện yêu cầu Công an các tỉnh phía Bắc và các đơn vị nghiệp vụ liên quan chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 4 tháng 6 đến sáng 5 tháng 6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Theo thống kê, từ 19 giờ ngày 4 tháng 6 đến 8 giờ ngày 5 tháng 6, có nơi mưa trên 150mm như Bản Quang thuộc tỉnh Lào Cai 271,6mm, Bản Giang thuộc tỉnh Lai Châu 213,6mm, Xuân Minh thuộc tỉnh Hà Giang 178,6mm, Long Vinh thuộc tỉnh Quảng Ninh 156,4mm, Gia Phú thuộc tỉnh Lào Cai 154,8mm. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngoài các địa điểm vừa nêu, thủ đô Hà Nội rạng sáng 5 tháng 6 xuất hiện mưa lớn, nhiều điểm trên 100mm như Quang Hoa thuộc quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm. Theo ông Tuấn, nguyên nhân của đợt mưa lớn này là ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ bị nén bởi vùng không khí lạnh từ phía Bắc. Đây là nguyên nhân gây ra đặc trưng của thời tiết miền Bắc thời kỳ tháng 6. Trong mưa kèm theo dông, lốc sét và mưa đá, ông Vũ Anh Tuấn cho biết trong thời gian tới, khối không khí lạnh từ phía Bắc suy yếu nên mưa lớn sẽ không còn như đêm 4 tháng 6 và sáng 5 tháng 6, nhưng cần đề phòng dông, lốc, sét và mưa đá. Mưa lớn sẽ giảm dần và chỉ còn cục bộ từ ngày 7 đến 9 tháng 6. Theo dự báo, từ ngày 5 tháng 6 đến đêm 6 tháng 6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Tại Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những người sống trong chung cư mini 9 tầng ở địa chỉ số 26 ngõ 50 Đinh Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm đã có một phen hoảng vía vì vụ cháy chung cư vào sáng 5 tháng 6 năm 2024. Phát hiện hỏa hoạn, hàng chục người sống trong chung cư mini vội chạy thoát thân. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng người dân dập tắt vụ cháy. Một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đình 1 cho biết, nguyên nhân vụ cháy tại chung cư mini 9 tầng là do máy giặt trong một căn hộ của người dân bị cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Chung cư mini bị cháy có diện tích hàng trăm mét vuông. Ở tầng 1 là khu vực để xe của cư dân và có cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp. Các tầng trên của chung cư có ban công nhưng được bịt kín bằng lồng sắt. Thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra hỏa hoạn tại các chung cư mini. Cụ thể, hồi tháng 9 năm 2023, chung cư mini sai phép ở quận Thanh Xuân bị cháy, khiến 56 người tử vong. Đáng chú ý, báo cáo của Công an thành phố Hà Nội thể hiện, trên địa bàn thành phố tồn tại 398 chung cư mini có nguy cơ cháy nổ cao. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ thực hiện gắn ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy cho khoảng 2.000 chung cư mini trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.